Là một nhà cải cách táo bạo và kiên quyết trong lịch sử, Lê Quý Ly có những quan điểm rất thực tế và sắc sảo trong lĩnh vực giáo dục. Năm 1396, ông cho tiến hành định lại phép thi cử, đặc biệt để tuyển chọn người thực tài, Lê Quý Ly cho bãi bỏ phép thi ám tả cổ văn, lối thi cử đã tồn tại từ lâu dưới các triều đại phong kiến Việt Nam. Là luận ngữ? Người đang đọc luận ngữ sao? Dạ bẩm, đúng vậy ạ. Học trò đang học thuộc lòng và chép lại các chương trong luận ngữ để chuẩn bị cho kỳ thi sát hạch ám tả cổ văn sắp tới, thưa đại nhân. Được, để ta kiểm tra xem ngươi hiểu thế nào về câu mà ngươi vừa học. Học trò chỉ biết phải học thuộc và chép lại y nguyên những nội dung của cổ nhân. Và lại thi sát hạch chỉ yêu cầu viết đúng mặt chữ thôi ạ. Người có học mà không có hành, chỉ biết nhại lại theo miệng người khác, không có chút suy nghĩ hay hoài nghi gì sao? Dạ bẩm, những gì Khổng Tử nói đều đúng cả, sao học trò dám nghi ngờ ạ? Luận ngữ không phải là chỗ nào cũng là khuôn vàng thước ngọc. Người học phải biết đào sâu, biết phê phán và giải thích theo cách riêng của mình, chứ có theo bước danh gia Tống Nho đi vào lý thuyết mông lung nhiều mà không chú trọng đến thực hành. Học trò. Bẩm quan phụ chính, các quan trên dưới vừa bàn định xong các quy chế về kỳ thi tuyển chọn người tài sắp tới, trình quan đồng bình xem xét. Hãy cho bỏ kỳ thi ám tả cổ văn đi. Sao có thể như vậy được ạ? Phần thi ám tả cổ văn là kỳ thi truyền thống đã có từ lâu rồi. Các ngươi phải có cái nhìn khoáng đạt hơn về việc tuyển chọn người tài đi. Giáo dục phải gắn với thực tế, chớ chọn về những kẻ sĩ. Học thì rộng nhưng tài thì kém, chỉ biết học vẹt. Cha nói rất phải ạ. Cách học tập lâu nay của các nho sĩ chỉ là mặc nhiên chấp nhận những khuôn mẫu, thậm chí còn không biết xem xét, chọn lọc để vận dụng vào cuộc sống. Học thi như thế thì triều đình cũng không thể chọn được người thực tài. Con nghĩ không chỉ bỏ kỳ thi ám tà cổ văn mà còn phải đưa kỳ thi làm tính vào nữa. hay lắm. Bẩm, việc đổi lệ thi quá đột ngột như vậy e không ổn. Thôi được, các người hãy bàn cho kỹ rồi trình lên đây. Thay đổi phép thi các huynh à? Sẽ thi theo thể văn 4 kỳ. Kỳ thứ nhất thi kinh nghĩa, kỳ thứ hai thi thơ phú cổ thể, kỳ thứ ba thi chiếu chế biểu, kỳ thứ tư thi văn sách, ra đề thì theo kinh sử hay thời sự. Ta còn nghe triều đình muốn đưa cả thi làm tính, chắc vẫn chưa thống nhất được nên chưa thi đấy. Lê Quý Ly là người hiểu rõ tầm quan trọng của giáo dục đối với sự phát triển của đất nước. Nối tiếp những cải cách về giáo dục năm 1396 như định lại lệ thi cử, bỏ lối thi ám tả cổ văn, năm 1397 ông lại tiếp tục ra chiếu khuyến học nhằm khuyến khích mở rộng việc học ở các địa phương để chọn người ưu tú cử lên triều đình thi tuyển. Sắp tới ta dự định sẽ ban hành một số chính sách về giáo dục xuống tận các làng xã, còn một số vấn đề nghĩ chưa thông nên có chút lo lắng. Cha, nhân hôm nay đi qua ngôi làng này, con muốn mời cha đi gặp một người. Ông ấy là thầy đồ nổi tiếng một vùng, đã đào tạo được nhiều học trò giỏi ạ. Ngọc bất trác, bất thành lý, nhân bất học, bất chi lý. Chào thầy ạ. Lê Quý Ly, có phải quan phụ chính Lê Quý Ly không? Nguyễn Phi Khanh là ông à? Hai người biết nhau sao? Phải, ông ấy chính là con rể của Trần Nguyên Đán và cũng được coi là thông gia cùng dòng tộc ta. Không ngờ lại được gặp ông ở đây. Trước kia, ông đỗ thái học sinh dưới thời Tiên Đế nhưng không được trọng dụng. Tôi rất tiếc. Nay gặp lại, tôi rất mừng. Có gì đâu. Tôi không gặp thời nên không được làm quan. Vậy thì cố làm tốt một người thầy đào tạo được trò tốt. Học trò sẽ thay mình ra giúp đời. Tôi nghe giờ ông là thầy đồ một vùng. Tôi đang có một số chính sách khuyến khích giáo dục xuống các địa phương. Nhân gặp ông ở đây coi như là trời giúp tôi rồi. Đúng là việc giáo dục ở các địa phương cũng vô cùng quan trọng, triều đình phải chú trọng mới được. Đúng vậy,
đào tạo nhân tài từ tấm bé, giống như chúng ta gieo trồng một hạt mầm vậy. Chỉ cần cẩn thận chăm bón thì ắt một ngày sẽ thu được quả ngọt. Vì vậy mà muốn có được những nhân tài xuất chúng, phải có những chính sách giáo dục tích cực xuống tận các địa phương, vì nhân tài ở đó mà ra cả. Tôi biết Lê Đại Nhân rất quan tâm đến giáo dục, nhưng không ngờ ông lại có cái nhìn đúng đắn và sâu sắc về việc đào tạo nhân tài như vậy. Được, việc này tôi sẵn sàng giúp sức. Vâng mệnh trời ban, hoàng đế chiếu viết. Đời xưa nước nhà đã luôn tỏ rõ giáo hóa, giữ gìn phong tục. Ý chẫm rất chuộng như vậy. Nay quy chế ở kinh đô đã đủ, mà ở châu, huyện thì có thiếu. Làm thế nào rộng đường giáo hóa cho dân? Nên lệnh cho các phủ lộ đều đặt một học quan, ban cho ruộng công theo thứ bậc khác nhau. Phủ châu lớn thì 15 mẫu, phủ châu vừa thì 12 mẫu, phủ châu nhỏ 10 mẫu, để chi dùng cho việc học trong phủ châu mình. Các quan hãy dốc sức dạy bảo học trò cho thành tài nghệ. Không chỉ là một nhà chính trị đầy tham vọng, Lê Quý Ly còn là người có học vấn cao và có tài văn chương. Với tư tưởng đề cao văn hóa giáo dục, ông đặc biệt tâm huyết với chữ nôm và đã có những cải cách tích cực có phần thúc đẩy nền văn học thành văn của dân tộc, khuyến khích việc sử dụng ngôn ngữ thuần Việt trong sáng tác. Bẩm Thượng Hoàng, tháng trước thần có dâng lên sách Minh Đạo gồm 14 chương do thần tự tay soạn bằng chữ nôm, trong đó đề cập đến nhiều vấn đề như bàn về nho giáo và việc canh tân đất nước. Không biết Thượng Hoàng đã có thời gian xem qua chưa? Chậm đã xem rồi. Khanh luôn là người có cái nhìn và ý tưởng canh tân rất táo bạo, thậm chí dám phá bỏ những khuôn vàng thước ngọc thường có. Chưa biết khi thực hiện sẽ hiệu quả đến đâu, nhưng chậm rất trân trọng một con người dám nghĩ dám làm như Khanh. Đội ơn bệ hạ đã ủng hộ và tin tưởng thần. Sắp tới thần có dự định sẽ dịch nhiều cổ văn từ chữ Hán sang chữ Nôm để khuyến khích việc dùng chữ Nôm hơn nữa. Đây là việc thần đã canh cánh từ lâu và nhất định sẽ làm cho bằng được. Đây là sách mà thần đã dịch ra chữ Nôm cho bệ hạ học, đó là Thiên Vô Giật, là một thiên trong sách Thượng Thư do Chu Công Đán soạn ra. Bệ hạ biết Vô Giật là gì không ạ? Chấm không biết. Vô Giật nói ngắn gọn tức là không lười biếng. Thần làm vua một nước chớ có nghĩ đến việc an nhàn, bệ hạ phải chăm lo chính sự, hiểu nỗi khó nhọc của dân. Đây là sách giải thích kinh thi bằng chữ nôm có phải không? Đúng thế. Lâu nay ông bỏ nhiều thời gian dịch cổ văn từ chữ Hán ra chữ nôm để truyền bá ra ngoài. Ta luôn nghĩ người Việt có chữ nôm thì nên dùng chữ viết riêng của mình để có nền văn hiến độc lập so với phương Bắc. Vậy mà đám người không hiểu chuyện vẫn luôn cho rằng ông không làm được gì, chỉ tiếm quyền vua chúa. Nếu ông không lo cho dân cho nước, sao phải nhọc lòng như vậy? Bà quan tâm gì đến mấy cái lời đó? Sứ mệnh của người đứng đầu đất nước không phải làm lợi cho một bộ phận, mà phải tạo sức đẩy cho cả dân tộc. Tôi vẫn cố gắng làm đây. Ngày mai, bà hãy mang số sách này vào cung, sai nữ sư dạy hậu phi và cung nhân cùng học. Hôm nay là ngày đầu các cung nhân được dạy kinh thi bằng chữ nôm, sách ấy do chính phụ chính Quý Ly soạn đấy. Ta nghe Lê Quý Ly đại nhân rất tâm huyết với việc phổ biến chữ nôm. Như năm ngoái, ông ta còn tự dịch Thiên Vô Giật trong sách Thượng Thư ra chữ nôm để dạy nhà vua đấy. Đúng vậy, ta nhớ rồi. Đúng là ông ta rất biết lo cho đất nước. Ông ta được Thượng Hoàng tin dùng như vậy, không phải là không có lý đâu. Cuối thời Trần, tình hình xã hội rối ren, trong nước có nửa số dân là sư sãi. Các chùa chiền được sở hữu một số lượng ruộng rất lớn. Để hạn chế tăng đạo, tăng cường lực lượng dân đinh, tăng thu thuế và tuyển lính, Lê Quý Ly đã cho sát hạch kinh giáo đối với tầng lớp tăng lữ, đồng thời ra chính sách buộc các nhà sư dưới 50 tuổi phải hoàn tục. Đại nhân, phải tìm chỗ trú thôi, bão lớn lắm. Được, hãy tới ngôi nhà đằng kia xin trú nhờ.
Chúng tôi đang đi đường thì gặp cơn bão lớn. Này có thể xin vào nhà chú nhờ được không? Mời vào, mời vào. Đa tạ. A-di-đà Phật, mời thí chủ ngồi. Nhà ta đang làm lễ gì sao? Dạ không phải, các sư thầy ở đây đều là con trai tôi về thăm nhà. Con trai à? Tôi sinh được 4 người con thì đều cho 4 người vào chùa làm sư cả. Mọi khi chúng tôi tu tập trong chùa, hôm nay là ngày dỗ cha mới xin về thăm mẹ. Ồ, đàn ông trong nhà đều đi tu hết. Vậy ai ở nhà lo việc cày cấy, nộp thuế cho đất nước? Ai là người đi lính, giúp triều đình đánh giặc nếu có ngoại xâm? Bây giờ nhiều người xin vào chùa làm sư sãi hết rồi. Cũng tốt, chùa chiền mọc lên ở khắp nơi, ruộng đất của nhà chùa nhiều như vậy. Các con tôi vào chùa làm sư sãi, vừa cấy cày sản xuất, vừa không phải lo cái ăn, không cần nộp thuế, cũng không phải đi lính nữa. Con nghe trong nước có đến một nửa số dân là sư sãi. Điều này có lẽ cũng không phải là nói quá, phải không cha? Cũng là do tình hình xã hội rối ren, nhiều kẻ lợi dụng Đức Phật xin vào chùa để trốn đi lính, trốn thuế, nên tăng lữ xuất hiện nhiều. Có lẽ triều đình phải quản lý chặt chẽ hơn đối với tầng lớp tăng lữ. Không thể để tăng lữ trong chùa quá nhiều như vậy được. Giặc Minh đang làm lè bờ cõi, cả nước phải góp sức chuẩn bị chống giặc ngoại xâm. Ta phải ra một biện pháp cứng rắn để ngăn chặn việc nhiều kẻ lợi dụng nhà chùa để trốn tránh nghĩa vụ quốc gia. Vậy cha định làm gì ạ? Phải cho mở một kỳ thi kinh giáo để sát hạch trình độ học vấn của các nhà sư. Những người không đủ tiêu chuẩn sẽ phải hoàn tục, nhất là những người dưới 50 tuổi đều phải hoàn tục hết. Từ nay, chỉ những người thi đỗ kinh giáo mới được làm đương đầu thủ chi cung, chi quán, chi tử. Nhưng dân ta coi trọng đạo Phật như vậy, e rằng việc này sẽ gây nên phản ứng. Việc này khó mấy cũng phải làm. Dưới thời vua Trần Thuận Tông, Lê Quý Ly với thế lực lớn nắm toàn bộ quyền lực trong triều đình. Năm 1396, ông hạ lệnh ban hành tiền giấy với mong muốn củng cố quốc phòng và cứu vãn nền kinh tế sa sút. Là người đầu tiên trong lịch sử Việt Nam ban hành và sử dụng tiền giấy, Lê Quý Ly đã có một cải cách vô cùng táo bạo. Tình hình quốc phòng nguy rồi, Chiêm Thành Hùng mạnh lên từng ngày, nhà Minh thì hết thăm dò đòi hỏi, lại quấy nhiễu liên miên. Cứ thế này, nếu không chấn chỉnh quân đội, cho đúc thêm vũ khí thuyền bè để phòng bị, e rằng bây giờ gánh nặng cho quân đội quá lớn mà ngân khố không còn nhiều nữa. Ông xem, nay tài chính cạn kiệt, ngân sách không còn đủ để đúc thêm tiền để chi dùng trong dân chúng, thì biết lo cho quốc phòng thế nào đây? Phải làm thế nào đây? Có một cách. Cách gì? Chỉ còn một cách là phải đổi tiền. Phải đổi tiền đồng thành tiền giấy. Ban hành tiền giấy, bệ hạ, việc này không nên. Tiền giấy dù được triều đình in ấn và ban hành, nhưng rốt cục chỉ là một mảnh giấy. Phí tổn chỉ đáng 5-3 tiền, mà lại đổi được vật đáng giá 7-8 tiền thì thật là vô lý. Tiền giấy rất dễ lưu hành, dễ in ấn. Và lại, việc bức thiết lúc này là triều đình có thể nhờ việc thu đổi tiền giấy lấy tiền đồng mà thu về trong tay một khối lượng đồng khá lớn. Từ đó có thể sử dụng chúng vào việc chế tạo vũ khí phục vụ quốc phòng. Như vậy là tiết kiệm được kim loại và sử dụng tiền thuận tiện hơn. Tiền giấy có thể làm giả mạo dễ dàng, sẽ loạn mất. Chúng ta có thể cấm tiêu tiền đồng. Kẻ nào lén dùng tiền đồng và làm giả tiền giấy có thể xử thật nặng để răn đe. Việc quan trọng bây giờ là chúng ta cần thu thập kim loại phục vụ quốc phòng đã. Các ông thật là, việc in ấn tiền giấy và cấm tiền đồng không phải chuyện đơn giản để một chốc có thể làm được ngay. Đúng vậy, chúng ta phải thúc đẩy kinh tế và tạo lòng tin của dân chúng, nên cần thời gian dài mới làm được. Ta biết đây là một chính sách táo bạo, nhưng nếu không đánh đổi, không dám làm thì không còn biện pháp nào khả thi hơn đâu. Bệ hạ, việc này cứ quyết như vậy đi ạ. Tháng 4 năm 1396, triều đình bắt đầu phát tiền giấy đấy các ông bà. Này ra lệnh cho người dân đến đổi. Cứ một quan tiền đồng
đổi lấy một quan hại tiền giấy. Để xem nào. Trăm dân không được dùng tiền đồng hay tàng trữ riêng. Bao nhiêu tiền đồng phải nộp về kho ngao trì ở kinh thành hay trị sở ở các xứ. Người nào làm giả tiền giấy hoặc lén dùng tiền đồng thì bị xử tử, ruộng đất tài sản bị sung công. Dưới triều Trần, các quý tộc được phép khai khẩn ruộng đất và thành lập các điền trang riêng của mình. Tuy nhiên, vào cuối thời Trần, mô hình kinh tế này đã không còn phù hợp với yêu cầu củng cố quốc gia tập quyền. Vì vậy, năm 1397, Lê Quý Ly ban hành phép hạn điền nhằm giới hạn sở hữu ruộng đất đối với các tôn thất họ Trần. Thưa cha. Sao hả? Việc ta giao cho con làm tới đâu rồi? Con đã tổng hợp tất cả các tài liệu về tài sản của quý tộc nhà Trần trong sổ sách ở đây rồi ạ. Đúng là lúc đất nước suy vi, kinh tế khó khăn, vậy mà các quý tộc Trần vẫn có những điền trang vô cùng rộng lớn. Ta đã sớm nhận ra điều này rồi. Xưa kia, để khuyến khích người dân khai hoang lập ấp, triều đình đã cho phép tôn thất nhà Trần được phép khai khẩn đất đai khắp nơi và biến đó thành ruộng đất của riêng mình. Ta phải tìm cách thu ruộng đất về tay triều đình để phát triển sản xuất nông nghiệp. Ý cha là... Ta đang tìm cách ép nhà vua ban hành chính sách hạn điền để thu hồi ruộng đất, giới hạn điền sản của các tôn thất họ Trần. Đây là việc trực tiếp hạn chế quyền lợi của quý tộc họ Trần, còn e sẽ vấp phải sự phản kháng dữ dội của họ. Quý tộc Trần đã ra sức chiếm dụng ruộng đất, mở rộng điền trang. Như vậy là tiềm lực kinh tế của họ không hề nhỏ. Muốn đánh đổ thế lực chính trị của họ Trần, tất nhiên phải tấn công vào khả năng kinh tế. Việc này cứ từ từ làm, từng bước, tất sẽ thành. Vâng mệnh trời ban, hoàng đế chiếu viết. Kinh tế đang buổi khó khăn, nông nghiệp đình đốn. Số ruộng đất công ít ỏi chưa đáp ứng được việc canh tác trên cả nước. Đến nay, chấm lập phép hạn điền để hạn định lại số ruộng đất của thứ dân. Hạn chế ruộng tư, tăng nhiều ruộng công để phục vụ sản xuất. Vậy, hạn định chỉ có đại vương và trưởng công chúa thì có ruộng, không bị hạn định. Còn thứ dân không được quá 10 mẫu ruộng. Người nào ruộng quá hạn định thì phải nộp vào quan. Người nào phạm tội được phép mang ruộng chuộc tội. Số ruộng còn lại xung làm ruộng công. Khâm thử. Lê Quý Ly ra chính sách hạn điền là muốn triệt hạ thế lực của tôn thất nhà Trần ở mọi mặt đây mà. Thật quá nham hiểm. Vậy là đất đai mấy đời cha ông khai khẩn sẽ đều mất hết sao? Con lo gì? Không phải mẹ vẫn là trưởng công chúa nên có số ruộng không bị hạn định hay sao? Mẹ ơi, nhưng rất nhiều họ hàng của nhà ta bị tịch thu hết ruộng rồi. Lê Quý Ly chưa động chạm đến ruộng đất của chúng ta là bởi đại quý tộc vẫn còn nhiều uy thế. Và lại, Lê Quý Ly bây giờ cũng có thể coi là đại quý tộc rồi. Nhưng một khi ông ta muốn phá thì chưa biết về sau thế nào đâu. Cũng phải, số đại quý tộc không nhiều nhưng diện tích thái ấp điền trang lại rất lớn. Lê Quý Ly sẽ không để yên đâu. Chúng ta phải suy tính trước thôi. Sau khi ban hành chính sách hạn điền năm 1397 đến năm 1398, Lê Quý Ly lại tiếp tục thực hiện chính sách kiểm soát ruộng đất. Thông qua việc đo đạc hai tên họ trên mỗi mảnh ruộng, nhà nước đã tập trung vào tay mình một số lượng lớn ruộng đất vô chủ. Triều đình thông qua đó mà kiểm soát được tình hình ruộng đất thực tế trong cả nước. Bẩm đại nhân phu nhân, triều đình gửi thông cáo đến các bậc tôn thất. Triều đình thông báo cho quan phủ xuống đo đạc lại ruộng đất của thứ dân và quý tộc để kiểm soát đất đai. Ruộng đất khai khẩn bao đời của nhà ta bị sung công gần hết rồi. Lê Quý Ly kia làm vậy nhằm đánh vào quý tộc họ Trần đây mà. Thưa bà con, năm ngoái triều đình đã ban chính sách hạn điền, năm nay tiếp tục cho đo đạc lại đất đai để kiểm soát ruộng đất trên cả nước. Đức vua hạ lệnh cho dân, người nào có ruộng phải cung khai báo cáo số mẫu ruộng. Trên mặt ruộng phải cắm thẻ ghi họ tên của mình để các quan ở lộ, phủ, châu và huyện phải cùng nhau kiểm xét đo đạc. Ồ, vậy là đất đai của nhà giàu quý tộc cũng bị mang ra đo đạc lại phải không? Đúng vậy, mỗi người họ chỉ được cấp 10 mẫu ruộng. Phần đất còn lại sẽ trở thành ruộng đất công hết.
phe này nhà giàu mất đất, xem còn phú quý được bao lâu. Trời ơi, triều đình làm vậy thì chỉ ảnh hưởng đến những người giàu có nhiều ruộng thôi, chứ với đám dân đen như bọn ta thì cũng chẳng có gì thay đổi cả. Đúng đấy, trước kia chúng ta cày ruộng trong các thái ấp thì bây giờ trở thành những người cày ruộng cho nhà vua, chúng ta vẫn phải đóng tô và chịu lực dịch thôi. Bẩm đại nhân, tất cả những người có ruộng trong làng đã khai báo số mẫu ruộng và cắm thẻ họ tên của mình rồi ạ. Ruộng này của nhà ai? Sao không thấy có người khai báo? Dạ bẩm, ruộng này có lẽ là ruộng vô chủ nên không có ai nhận ạ. Mau vào đo đạc rồi xung làm ruộng công. Dạ dạ. Thưa đại nhân, hạ quan đã ra lệnh cho tiến hành tổng đo đạc ruộng đất của dân. Dự kiến trong vài năm tới, chúng ta sẽ biết rõ số diện tích ruộng đất trong cả nước và lập đầy đủ được danh sách chủ sở hữu. Tốt lắm. Triều đình phải quản lý tốt số đất đai trong cả nước thì mới có thể đề ra những chính sách đúng đắn phát triển nông nghiệp. Phải rồi, quý tộc họ Trần có phản ứng gì không? Thưa cha, không chỉ có họ mà nhiều kẻ cũng tỏ ra bất mãn. Như hành khiển Hà Đức Lân đi nói với mọi người rằng cha cho đặt ra phép này chỉ để ăn cướp ruộng của dân thôi ạ. Hắn đã không biết lo đến việc chung thì chớ, ăn nói hàm hồ như vậy, muốn đối đầu với ta sao? Một kẻ như thế thì phải biếm chức, cắt hắn xuống làm thượng thư bộ hộ đi. Năm 1397, sau khi ép vua Trần Thuật Tông phải rời đô, Lê Quý Ly nắm mọi thực quyền trong tay và chuẩn bị mọi điều kiện để phế bỏ nhà Trần. Nhưng năm 1398, Lê Quý Ly lại tìm cách ép nhà vua nhường ngôi cho Hoàng Thái Tử An. Đây có thể coi là những bước đi chính trị cuối cùng của Lê Quý Ly nhằm lật đổ nhà Trần, nắm quyền cai trị Đại Việt.